Vâng, xin chào bác cho anh em tiếp tục lên đường với làm với phiên bản van cơ lai số cao cấp của Lecotec. Đây là FX80 Luxury, phiên bản van cơ lai số nhiều tính năng và dễ sử dụng và đang trong chương trình giảm giá vô cùng đặc biệt anh em ạ. Lô hàng cuối bên em Tùng đang xả với giá hơn 1 triệu đồng. Nếu anh em đang có nhu cầu, đang muốn sở hữu cho mình con van cơ lai số hay, chất lượng, dễ sử dụng và hình thức giao diện đẹp mắt, đừng bỏ qua Lecotec FX80 Luxury các bác nhá. Và hôm nay thì tiếp tục lên đường phụ anh khách hàng với dòng vàng Lecotec FX80 Luxury, làm một video nữa về dòng này để quý anh em nghe và trải nghiệm thành trực tiếp đến từ phiên bản Lecotec FX80 Luxury. Các anh em có thêm sự lựa chọn hoàn hảo cho dàn máy mình gia đình. Đây là thiết kế giao diện của dòng vàng Lecotec FX80 Luxury. Anh em đã được nhìn thấy rất nhiều video Tùng làm về dòng này rồi, đúng không ạ? Đây quả thật một cái dòng vàng rất là đẹp về mặt hình thức giao diện, với phiên bản size 1.5mm là phiên bản phay nhôm màu đen nữa, dễ phối đồ. Có mặt màn hình LCD lớn này, tất cả chức năng thông số hiển thị và ký hiệu số sắc nét, dễ nhìn, dễ nhận biết. Chúng ta sẽ có một cái dải đèn mưa đèn nét rất đẹp độc đáo khi chúng ta lấy tín hiệu nhạc vào. Đấy, tức là nó tô điểm cho cái hình thức giao diện đẹp mắt cho dàn máy âm thanh gia đình của bác. Khi chúng ta lấy tín hiệu nhạc, chúng ta có thể lựa chọn như là USB, cổng quang, Bluetooth, coaxial, áo ích trắng đỏ bằng cách nhấn input chuyển cổng tín hiệu. Sản phẩm này có thêm điều khiển remote với 5 cấp độ chống hú, tính năng voice chờ giọng nói. Vậy chúng ta sẽ có cái dòng vang rất là đa tiện ích tính năng để các anh em có thể sử dụng cách hiện đại với các tính năng công nghệ mới. Và ngoài ra thì các anh em sẽ chỉnh được tất cả hiệu âm thanh, tiếng mic, tiếng lời, tiếng nhạc theo sở thích cá nhân của mình. Dưới mặt màn hình chúng ta sẽ có 16 hiệu ứng tính năng chỉnh cơ hết. Tất cả các phim tính năng này nhận hàng về là bên em đã hỗ trợ setup cài đặt trước rồi. Cũng anh em sau một khoảng thời gian sử dụng, một hai lần sử dụng, anh có thể tự mình tinh chỉnh được các hiệu âm thanh, không có gì khó khăn. Bởi vì phía dưới các cái tính năng nó sẽ có ký hiệu và ký tự để chúng ta biết được các chế độ âm thanh. Đấy, hiệu ứng đó là gì? Thứ nhất là echo, bao gồm delay và repeat này. Thứ hai là reverb, bao gồm reverb time, reverb âm lượng tổng, cắt tần số cao, reverb. Cũng dạy bass check của FXEQ, bass chung check phần mix, phần nhạc, chế độ cắt sút. Đấy. Do bộ hiệu ứng tính năng chỉnh cơ bên dưới sẽ hỗ trợ setup cài đặt trước cho các bạn nghe. Khi làm về các bạn em cũng chỉ cần vặn cho em 3 phím tính năng âm lượng tổng, em nhắc đi nhắc lại cho anh em rất nhiều lần rồi. Chúng ta vặn cho em nhớ 3 phím nhé, 1 là mic này, 2 là vang nhại này, 3 là nhạc, mà chúng ta có thể trải nghiệm âm thanh ngay tức đến từ dòng vàng Lecotec FX80 Luxury. Và đương nhiên rồi, vang thì có thể ghép đối với hầu hết thiết bị âm thanh dàn máy gia đình, ghép âm ni rồi là ghép đẩy để vang loa kéo mixer thông qua đường cổng RLA. Em đừng hỗ trợ tặng dây jack kết nối cho anh em, hỗ trợ cài sẵn tất cả tính năng tốt nhất cho các anh em nhận hàng về chúng ta cảm thấy yên tâm hơn và không cần phải là thao tác cài đặt khó khăn gì trên máy cả. Cứ để bên em lo các công việc của mình, đó là cài đặt setup sẵn cho anh em tính năng. Còn các anh em nhận hàng về chỉ việc là cắm vào các thiết bị và trải nghiệm thôi. Còn bây giờ của anh em nắp tay nghe và trải nghiệm âm thanh thực tế của phiên bản Lecotec FX80 Luxury nhá, với mức giá xả cực kỳ chất lượng với cả anh em, hơn 1 triệu đồng rồi anh em ạ. Trải nghiệm âm thanh đến từ Lecotec FX80 Luxury. Quả thật đây là một dòng vang cơ lai số rất là hay, đúng không ạ? Về phần nhạc, anh em đã được nghe một chế độ âm thanh tiếng sáng sạch, bass check hiệu quả, nghe tiếng nhạc âm thanh thoát ra đạt độ hiệu quả cao, chúng ta nghe nhạc rất sôi động đến từ phiên bản là Lecotec FX80 Luxury. Thì là nghe và trải nghiệm thanh nhạc, còn là đương nhiên rồi, khi ra mua vang về chắc chắn em thấy là nhiều bác là sẽ quan tâm đến cái tính năng vấn đề vang nhại của vang, có tính đặc cái giọng hát của mình nó sẽ thay đổi cải thiện như thế nào nhiều hơn, đúng không ạ? Còn bây giờ thì của anh em lắp tai nghe và trải nghiệm thành cái tính năng quan trọng nhất đi từ vang cơ lai số, và đặc biệt là phiên bản Lecotec FX80 Luxury, đó là hiệu ứng giọng hát. Và của anh em lắp tai nghe trải nghiệm thành thử ở dòng này nhé. Một hai lắp 6 7 8 9 7. Em alo thử một vài tiếng đầu tiên cho anh em cảm nhận được cái chế độ vang nhại của dòng vang này, rất là sáng tiếng, thoát tiếng tốt, đúng không ạ? Và có cái độ lặp tiếng ngọt ngào, không hề dày một chút nào cả. Nhiều khi chúng ta sử dụng cái dòng vang nhiều echo quá nó lặp tiếng nên là hát nó rất là khó, tiếng phía sau nó cứ đè lên tiếng phía trước vậy. Nhưng cái dòng này thì không, âm thanh nó ngọt hơn, dễ hát hơn, có độ định tiếng cực kỳ tốt anh em ạ. 1 2 5 6 7 8 9 7. 1 2 5 6 7 8 9 7. Các anh em, như vậy là chúng ta đã được nghe em trải nghiệm âm thanh đến từ Lecotec FX80 Luxury. Đây quả thật là dòng vang cơ lai số rất là chất lượng, phải không ạ? Với hiệu ứng âm thanh echo ngọt ngào kết hợp thêm hiệu ứng reverb sắc nét chuyên nghiệp, lồ bật giọng hát thật, bass chung chép hiệu quả, mang đến cho anh em một chế độ âm thanh giọng hát khỏe khoắn, thoát tiếng tốt này. Đấy, và đây là một trong những sản phẩm thiết bị vang nhạn không nên bỏ qua nếu các anh em đang sử dụng âm ni cũ, muốn thay đổi chất giọng âm thanh của mình, muốn hỗ trợ và cải thiện ngay cho phòng hát gia đình chuyên nghiệp hơn, hát karaoke gia đình ngọt ngào chuyên nghiệp, dễ dàng hát
dễ dàng sử dụng thì lựa chọn ngay phiên bản Lacotic FX80 Luxury. Như hôm nay anh em khách hàng đã đơn hàng bên cạnh em từ Audio tiếp tục lên được của em khách hàng nhắc bác hơn 1 triệu đồng với Lacotic FX80 Luxury thôi. Một con tăng cơ lai số đẹp, chất lượng, giá rẻ và rất tốt cho anh em nâng cấp với giảm bán thuê gia đình đấy. Nếu như anh em đã có nhu cầu với sản phẩm này, các bác liên hệ trực tiếp bên Tùng Audio Hải Dương 0979629336 để đặt hàng và hưởng mức giá ưu đãi đặc biệt đến từ dòng vàng Lacotic FX80 Luxury với giá thành khuyến mại hấp dẫn nhất. Video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của em Tùng Audio Hải Dương nhá. Xin chào các bác.